Thưa quý vị, nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến dâng hương tại một số di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến dâng hương tưởng niệm tại di tích khu căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước, quận Liên Chiểu và di tích lịch sử nhà thờ Tiền Hiền, làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu tại quận Sơn Trà. Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu và Sơn Trà đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các bậc tiền hiền và sự anh dũng chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào với truyền thống của quê hương và các bậc cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương có các khu di tích trên địa bàn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích và địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cha ông, tích cực lao động, học tập, đóng góp xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.